Video này em lên sóng lên lúc ba con nha. Thì toàn là những con hàng đẳng cấp này, 345 này, 341 này. Đấy, mọi người coi được thì ủng hộ. Rồi, thì mua không dọn hoặc dọn tùy vào mọi người. Mua như nào em bán như vậy. Từ từ. Bây giờ em giới thiệu cho mọi người một con máy siêu VIP. VIP của VIP gần như mới tinh luôn. Gần như mới tinh luôn nha. Hàng bãi về. Đấy. Gần như mới keng xem em. Ốc này còn 7 màu luôn. Rồi em báo tình trạng. Đây. 36 ly Tanaka nha, 301. Và cái con này á là cái con giống như hồi trước em làm cho anh Sông Tiên. Xài bao phê luôn. Đấy. Và rất là rẻ. Xả một con nha. Thì mọi người coi tình trạng. Bây giờ em báo như này để mọi người coi được thì mọi người chốt, còn không coi được là tính sau. Đây mọi người coi này, ốc này, 7 màu. Chia dịch này, trắng phau luôn này. Hơi căng. Yeah. Cái phíp của nó này. Dã man không? Ghê chưa? Bồ nó này, mọi người coi này. Cái nước ram này. Dã man không? Rất là mới. Rồi, em bán như trên hình. Bán như video này nha. Không bao bọng gì hết. Không bao gì hết nha. Mua y dày 900 bên em bao ship. Đấy. Gần như máy chưa sử dụng. Gần như thế nha. Mọi người coi được thì ngộ. Ốc còn 7 màu. Ốc tán còn 7 màu. Và con này nếu dọn ra xài rất là sướng. Đấy. 900 bao ship. Quá hời luôn. Nồng này. Dã man ốc nồng này. Đấy, coi kỹ nha. Coi kỹ được là ủng hộ về tự dọn. Không bao bọc một cái gì hết nha bác nha. Đấy, em bán. Còn nếu như mấy bác muốn em dọn thì mấy thế bác thêm cho em 200 nữa thôi. Em sẽ dọn cho mấy bác. Thấy chưa? Là em đã chứng minh là mấy bác cọc tiền vào tài khoản em sẽ dọn cho. Là em tính thành triệu mốt bao ship tận nhà. Còn nếu em chỉ tính 200 nghìn tiền công dọn thôi. Còn nếu như bán như thế này thì là 900. Đợt này em quá nhiều hàng, em không có thời gian dọn. Thì em cũng chiết ra những con máy nào nhìn được được tí để mấy bác dọn cho vui. Đấy. Thì em công bố như thế này. Cái dây chỗ đây thì nó không có. Thế nha, em sẽ dùng dây cót dịch em cột nếu như em dọn. Còn nếu như em gửi cho mấy bác thì mấy bác về tự thiết kế. Đấy. Nói trước, em bán như trên video mà. Như này. Đấy. Được là mua không được, đó là tùy vào mấy bác. Còn con máy thì bao mới, quá mới luôn, ốc này. Có 900 bạc đây, mấy bác về sở hữu con này. Tâm lớn nha. Tâm lớn 36 ly. Mấy bác phải cảm thấy làm được thì hãng chốt. Còn làm không được thì mấy bác bán phế liệu ráng chịu. Nói trước, còn như em là em làm vô tư, mấy bác nhìn cái tay lái nó là hiểu được con máy nó ghê gớm cỡ nào thôi. Thì bởi vì như này, em nói nốt cho mấy bác nghe, mấy bác phải dọn rồi mấy bác biết là nó không sướng đâu. Mấy bác phải bỏ công ra làm lời, thì em cũng vậy thôi. Em dọn một con máy thì em cũng bỏ công ra em làm lời thôi. Thì em bán cho mấy bác. Đấy. Thực ra con máy này em bán á, trừ tiền ship thì em không kiếm được 100.000 đâu. Nói thiệt. Thiệt luôn đó. Bán chưa được 100.000 tiền lời đâu. Đó. Còn nếu như em dọn em còn có thể kiếm được khoảng hơn 200. Nói thiệt sự. Nhưng mà bán. Mà mấy bác đã được chọn con máy đẹp. Thấy chưa? Đấy. Nó về theo lô má ôm đống luôn. Mà đổ mình phải chiết ra những con này bán đó. Mấy bác phải nhắm vậy mà mấy bác mua. Chứ còn không cần phải nói gì nhiều đâu. Đấy. Dây dịch là chẳng phâu luôn này. Thấy không? Ghê chưa? Ghê không? Đấy, dây dịch là chẳng tinh luôn. Bao ngon. Rồi, về tự do. Được thì mới bác alo. Và em nhận điện thoại dưới 10 dưới 10 rưỡi. Đấy. Quá 10 rưỡi em không bắt máy nha. Nói trước. Từ giờ đến lúc đó thôi. Còn đâu sáng mai alo lại. Qua 10 rưỡi thì sáng mai alo. Bởi vì hôm nay em mệt, đang muốn nghỉ. Rồi, còn cặp này báo tình trạng luôn. 2 triệu một con.
Cái giờ 2 triệu một con em bao hơi lửa cho. Đấy. Đấy. Con nào, chất con nào cũng như con nào hết á. 2 triệu một con bao hơi lửa. Còn nếu như mấy bác là bao ship luôn rồi nha, giá bên em đã bao ship. Còn nếu như mấy bác mua mà bao dọn là 2 triệu 3. Con này thì nó dọn thì em tính 300. Rồi, mấy bác được thì ủng hộ. Nói vậy khó mất quan điểm nha. Rồi, được thì alo, đẹp. Phải chiết ra những con đẹp nha mấy bác nha. Đấy, phải chiết ra những con đẹp. Chứ không phải như mấy bác nghĩ đâu. Những con xấu trầm nhâm thì bán cho ai. Chiết ra những con này là tuyệt vời luôn. Hàng bãi mới về. Đấy, đủ đồ. Con kia thì thiếu đúng cộng dây này. Về cái dây đó, con đó nó không có dây. Thì bán vậy thôi. Đó, cái con đó đó. Con quýt đó đó. Nó không có dây. Thì bán vậy thôi. 900.000. Còn hai con này cứ một con là 2 triệu. Mấy bác được là ủng hộ. Không cần nói gì nhiều đâu. Bởi vì cái dòng này bên em không có để bán đâu. Và em đã nói rõ luôn. Mấy bác yên tâm. Là dọn được. Thấy không? Dọn vô tư luôn. Em đã nói em nhận dọn mà. Thì mấy bác về tự dọn thì mấy bác đã lời được ra 300.000 đó. Thì mấy bác phải tự bỏ công dọn, làm sạch sẽ, mở ra, làm sạch sẽ, làm cho nó nổ em bao hơi lửa cho. Tự phải dọn chế xăng, làm cho sạch sẽ thì mấy bác mới dư ra được một tiền đó. Còn không thì thôi, vậy thôi. Giờ sao vậy? Em đã bao hơi lửa, bao mồi nổ cho mấy bác là ok. Còn như con kia giá nó quá rẻ rồi, em không bao gì hết. Nói rõ ràng, đó, rồi vậy đi. Được là chốt. Còn bởi vì những con này em đã bao hơi lửa thì giá nó khác. Quan điểm mỗi người mỗi khác nha. Thì con 345 là ống cần của nó là ống cần 25. Con này là ống cần 28. Đấy. Rồi, báo tình trạng rồi. Thì mấy bác mua được thì ủng hộ. Chứ không cần phải nói gì đâu. Hai con này nổ lên như đại bác vậy. Xài sướng lắm. Nó là vua rồi. Nó là vua của cắt cỏ rồi. Thì xả luôn cho mấy bác những cái con máy rất là ngon. Để mấy bác có thể lựa chọn mua máy bên em. Chứ em không cần nói gì nhiều. Bởi vì máy bên em nó quá nhiều. Nên thành ra em chia bớt ra. Bán giảm giá thành xuống chia bớt ra là xong. Rồi. Còn cảm thấy mấy bác cảm thấy ủng hộ được thì ủng hộ. Bởi vì mấy bác phải như này này. Cái lô máy về. Bày máy. Nhưng mà phải chiết ra những cái con như thế này. Mà bán như thế này. Thì giá nó hơi nhỉnh hơn một chút thôi. Nhưng mấy bác đã được em bao. Đó, bao mồi nổ cho đàng hoàng. Rồi, ok. Không cần nói gì nhiều. Thôi, cảm ơn mọi người đã coi video bán như trên hình. Và hai con này đặc biệt em sẽ mồi nổ cho mấy bác. Còn con kia thì bán vậy thôi. Ưng mua cũng ưng là tùy. Còn em nói dọn được mà. Với kinh nghiệm dọn máy của em thì con đó đều em ram gừ cái được luôn. Còn như trong tay mọi người thì nó khác. Thế không? Phải am hiểu về máy thì hãng mua. Còn không am hiểu về cái ổ đủ cuối cùng về lấy được đúng cái cần. Đó là do mọi người, không phải do em. Đó. Do kinh nghiệm của mỗi người dọn máy. Con máy kể cả nó chết gần như chết ngắc hết người ta còn cứu được. Chứ đừng nói chuyện một con máy cứ mỗi càng vậy. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã coi video. Thì video em kết thúc ở đây. Thì mọi người coi được thì ủng hộ. Chứ em không cần phải dài dòng văn tự làm gì. Bởi vì mua bán mà, thuận mua thì vừa bán. Một cặp. Nếu nhanh là mà thanh ý mua một cặp thì em bớt cho mỗi con 100.